Nội dung khai thác thực hiện theo các quyết định và công văn do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến việc khai thác sản phẩm du lịch, hàng pha, hàng được nứt, những trải nghiệm khác biệt. Sản phẩm du lịch sinh thái này được giới hạn trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 2 của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên kết hợp với tham quan hang động. Lối đi dựa vào đường mòn đã có sẵn trong rừng và không xây dựng các công trình trên lộ nhằm đảm bảo tính tự nhiên, bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên của vườn quốc gia. Sản phẩm du lịch hang pha hang nước nứt những trải nghiệm khác biệt, có nhiều lộ trình khám phá để du khách có thể lựa chọn khi đến với Phong Nha - Kẻ Bàng.